Suốt về mùa xuân, lại là những mầm cây non tơ đang thì thầm nứt vỏ chào đón mùa xuân về. Một mùa xuân với tràn trề nhựa sống, tràn trề sinh lực và tràn trề niềm vui. Từ rừng sâu, ruộng bãi, đất phập phồng sinh sôi, bao mầm xuân hớn hở dắt tay nhau vào đời. Thưa quý vị và các bạn, một năm con người luôn bận rộn mải miết ngược xuôi để sinh tồn và rồi cũng sẽ tạm dừng mọi bước chân mưu sinh để trở về đoàn tụ với gia đình mỗi khi Tết đến xuân về. Chính vì vậy mà mùa xuân không chỉ là mùa của sinh sôi, mùa của vạn vật đơm hoa kết trái mà còn là mùa đoàn tụ của cõi nhân sinh. Người làm gần, kẻ làm xa, đêm giao thừa vẫn về nhà thắp hương, về quê chỉ một con đường. Từ quê đi được chiến phương đất trời. Vẫn còn lối đè xuân sang, dẫu mùa đông đã lập vàng cỏ cây, dẫu sương muối vẫn răng dày, chờ ngày Tết vẫn nở đầy sắc người làm gần kẻ làm xa, đêm giao thừa vẫn ở nhà khắp về quê chỉ một con đường từ quê đi được chín phương đất xuân biếc lộc xanh trời, mưa xuân cho giãn mặt người nếp nhăn. Câu ca là
làng hát nghìn năm, lại bay lên giữa hội dằm tháng riêng. Tác giả Nguyễn Thị Hương trong Xuân Cảm lại thật tinh tế khi lắng nghe bước chân của mùa xuân về bằng những tín hiệu, tiếng cười, con gái, màu sắc không gian, âm thanh của đất trời. Những màu sắc âm thanh dịu ngọt, trong trẻo làm náo nức lòng người, náo nức đất trời. Bờ đê sáng bừng sắc cỏ, bước chân thoăn thoắt người đi, có tiếng cười trong lá biếc, én bay cao vút lưng trời, có gì mà như náo nức. Xuôi lòng sao xuyến bâng khuâng, mầm cây cựa mình thức giấc, phải mùa xuân đến rồi chăng? Mầm cây.